もいない quê hương là đường đi học con về rợp bươm bao bay quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rừng trắng vai đêm quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che quê hương là đêm trăng tỏ là cầu tre nhỏ mẹ tôi về non lá nghiêng che quê hương ơi những đêm trăng tỏ kìa hoa cau đã rủ trắng ngoài thềm chung khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rợp bướm bao bay quê hương là con diều biếc tuổi thơ con cá trên đầu quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước hoa cau rừng
là tình cha âm thầm
bước sang xuân mới được dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn thành công, một năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, thưa đồng hồ, mái đình che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, từ ngàn xưa hình ảnh và vinh dự cho các nghệ sĩ đến từ đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh cùng nhau hội tụ về đây để cùng gửi tới quý vị một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ hội truyền thống. Thank you.
sáng tác là Đỗ Minh Khai và công ty Sơn Tùng Hoa do Nguyễn Tiến Cánh làm trưởng đoàn và hội đồng liên 1987 xin trân trọng cảm ơn các bạn hoa chúc mừng. Thank you.
Thank you.
2019, cán bộ và nhân dân thôn Minh Khai, chúng ta lại cùng ban tổ chức lễ hội thị trấn chung tay mở hội làng để tưởng nhớ tri ân hai vị thần hoàng làng, một là Dương Thần hiệu Trà Lôi Hồng Ân cư sĩ Đại Vương, hai là Âm Thần hiệu Đào Quý Lương phu nhân. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng quê địa đầu cửa ngõ tỉnh Hưng Yên, ven dòng sông Thiên Đức, mảnh đất gắn liền với truyền thống yêu nước và nền văn hóa lâu đời, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Yên.
Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, hay cái tên từ xa xưa, làng An Khoái, gồm hai xã Ngọ Cầu và An Xuyên, được biết đến không chỉ về phát triển kinh tế với sự năng động sáng tạo, mà còn là một điểm sáng về văn hóa lễ hội nhằm giữ gìn, phát huy dân những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương. Qua câu ví còn lưu truyền, thứ nhất hội khoai, thứ hai hội gióng. Một trùng hợp ngẫu nhiên là hội làng Minh Khai mùng 10 tháng 3 lại cùng ngày quốc dỗ. Đây là một vinh dự tự hào cho các thế hệ người dân Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, quê hương của Hoàng Thái Hậu, Nguyên Phi, Ỷ Lan. Lễ hội truyền thống năm nay rất vui mừng, phấn khởi được chào đón các đoàn đại biểu Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh do ông Nguyễn Văn Ninh làm trưởng đoàn. Cùng các đại diện các chính quyền, mặt trận, tổ quốc và ban ngành đoàn thể thị trấn, cùng đoàn đại biểu thôn phố, các nhà trường, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị đóng trên địa bàn về dự chung vui cùng lễ hội, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được chào đón các quý khách thập phương cùng những người con em của làng quê Minh Khai đang công tác, xây dựng và lập nghiệp ở khắp mọi miền của đất nước cũng về dự lễ hội của quê hương, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được chào đón, chào mừng các cụ cao niên, hai giới, lão ông, lão bà, các dòng họ, các cán bộ qua các thời kỳ, các hội đồng liên và nhân dân toàn thôn có mặt đông đủ tại buổi lễ hội trang trọng này, đặc biệt là hội đồng liên 1979 thôn Minh Khai đã tham gia đồng hành cùng với địa phương, xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Dương Tiến, thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh lên khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ cao niên lão thọ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các nhân dân và quý khách, trong không khí tưng bừng phấn khởi, cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2019. Mừng xuân Kỷ Hợi, mừng đất nước đổi mới, kỷ niệm ngày 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tiến tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890 19 tháng 5 2019. Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện chỉ thị số 41 CTTU ngày 5 tháng 2 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lâu đời, mang đậm đà bản sắc dân tộc, truyền thống của địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, làm giàu chính đáng trên quê hương, xây dựng thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, giàu về kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2019, tức ngày 9 tháng 3 năm Kỷ Hợi, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban tổ chức lễ hội thị trấn Như Quỳnh và cán bộ nhân dân thôn Minh Khai long trọng tổ chức lễ hội mùa xuân năm 2019.
để lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, thể hiện tinh thần dân chủ bác ái của dân tộc Việt Nam, ghi danh những tấm lòng quả cảm của những bậc tiền bối siêu phàm có công với dân, với nước. Lễ hội truyền thống thôn Minh Khai mang phong thái đậm đà bản sắc dân tộc, trường tồn theo năm tháng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết một lòng, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương thị trấn Như Quỳnh ngày càng ấm no văn minh, hạnh phúc, xứng đáng là quê hương văn hiến, văn hóa, anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Kính thưa lễ hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, thần tích do Viện Nghiên cứu Hán Nôm dịch từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ mang ký hiệu FQ4-18-12-53 phụng thờ hai vị nhân thần, một là Dương Thần, tức Lam Thần, tên hiệu là Cha Lôi Hồng Cân Ân Cư Sĩ Đại Vương, một vị là Âm Thần, tức Lữ Thần, họ Đào, tên hiệu là Quý Lương Phu Nhân. Sử tích kể rằng vào thời Ngụy Mạc, tiên sinh không ra làm quan cho nhà Mạc, ngài ẩn cư bên sông Tiên Đức thuộc địa phận xã Ngọ Cầu mở trường dạy học. Về sau ngài mất tại xứ đó, nhân dân cảm kích công đức lập miếu thờ phụng ngài. Thế gặp năm hạn hán cầu đảo là được mưa thuận gió hòa, đương thời có nhiều linh ứng người người truyền tụng. Đến mùa hạ tháng 4 năm Giáp Tuất liên hiệu Đức Long thứ 6 đời vua Thần Tông, triều Lê gặp đại hạn, triều đình sai quan về miếu cầu mưa được mưa, mùa màng tươi tốt, nhân dân vui mừng. Vua phong mỹ từ cho ngài là Hiển Ứng Hộ Quốc Tế Thế An Dân Đại Vương. Đào Quý Lương tức Phương Dung Phu Nhân ghi rõ trong đền thờ của Bồ Lễ, hàng năm cứ đến tháng 2 triều đình sai quan huyện về tế lễ vào dịp xuân. Từ đó về sau các triều đại đều chiều theo điển lễ gia phong mỹ tự cho hai vị là thượng đẳng tối linh. Ngày 25 tháng 7 liên hiệu Khải Định thứ 9 với thần tích là 28 đạo sắc phong, nguyên bản lưu giữ đầy đủ được ghi tại trong điển lễ. Sự cảm kích của nhân dân thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn duy trì việc phụng thờ hai vị nhân thần. Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân lại tổ chức mở lễ hội tế lễ ghi nhớ công trạng của hai vị thần hoàng làng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời để giữ gìn bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, hương ước làng văn hóa về việc tổ chức lễ hội truyền thống phù hợp với phong tục và tập quán của địa phương, hàng năm nhân dân thôn Minh Khai mở hội để tưởng nhớ tới người có công với dân với nước, để góp phần xây dựng quê hương Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh ngày càng văn minh giàu đẹp, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng lâu đời. Mỗi người dân chúng ta nêu cao ý thức trách nhiệm bằng những trí tuệ hành động có hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, cầu trọng nhân tài cống hiến được nhiều cho quê hương đất nước. Bằng những việc làm có ích, nâng cao chất lượng đời sống vì cuộc sống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, hòa nhập với sự phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mỗi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng quê hương Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh giàu về kinh tế, vững mạnh về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần không ngừng nâng cao và cải thiện. Hôm nay chúng ta về với lễ hội với tấm lòng thành kính, thắp nén hương thơm cầu mong cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, cầu cho bách gia trăm họ được khỏe mạnh, cầu cho mưa thuận gió hòa, bốn mùa tươi tốt, được chữ bình an. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Xuân Kỷ Hợi thôn Minh Khai năm 2019. Xin kính chúc các bậc cao niên áo thượng, các vị đại biểu và khách quý thập phương cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Văn Xuân Tiến.
Thường vụ Đảng ủy Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn đã phát biểu khai mạc. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Khôi, Hội trưởng Hội đồng Liên 1979 thôn Minh Khai lên phát biểu cảm tưởng. Kính thưa các cụ cao liên, kính thưa các đoàn đại biểu, quý khách thập phương, kính thưa ban tổ chức lễ hội, kính thưa toàn thể nhân dân. Lời đầu tiên, Hội đồng Liên 1979 thôn Minh Khai xin được gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ ông, các ông, các bà, quý đại biểu, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân. Kính chúc ngày hội làng vui tươi, phấn khởi và thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể lễ hội, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân làng, năm nay Hội đồng Liên 1979 thôn Minh Khai được làng cho phép ra hầu thánh và phục vụ nhân dân. Hội xin được tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến vừa phát biểu vừa rồi. Xin được hứa với các cụ và toàn thể nhân dân sẽ đem hết sức mình để thể hiện tình cảm và trách nhiệm với dân làng đến khi kết thúc hội làng. Kính mong ban tổ chức lễ hội, các đoàn thể và nhân dân chỉ đạo phối hợp chặt chẽ thường xuyên để dịp lễ hội năm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các cụ bách niên giai lão, kính chúc toàn thể nhân dân có một lễ hội vui tươi phấn khởi, mùa màng bội thu, kinh doanh có nhiều tài lộc. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông và Hội đồng Liên 1979 thôn Minh Khai. Tiếp theo xin mời các cụ cao liên hai giới, các đoàn đại biểu, lãnh đạo chính quyền mặt trận tổ quốc cùng các quý khách gần xa và nhân dân vào dâng hương làm lễ thánh. Thank you.
cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ. Người chiến thắng khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã được cùng cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Đường chúng ta đã chọn.
tuệ đại diện cho các động vận động viên lên tuyên thệ. Thay mặt cho toàn thể vận động viên tham dự giao lưu bóng chuyền mừng lễ hội truyền thống 13 thôn Minh Khai, xin thề tuân thủ theo điều lệ của giải, thi đấu đúng luật, tuân thủ theo điều lệ điều khiển của trọng tài. Xin thề, xin thề, xin thề. Kính mời ông Phùng Văn Vinh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng thôn Minh Khai, trưởng ban lễ hội. Ông Nguyễn Đình Nhớn, Phó trưởng thôn Minh Khai, Phó trưởng ban lễ hội. Ông Nguyễn Quang Úy, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền gia. Ông Nguyễn Văn Khôi, ủy viên câu lạc bộ lên tặng hoa cho các đội. Xin trân trọng kính mời. Thi đấu rất sôi nổi và nhiệt tình của các đội, và chúng ta đã chọn ra được các đội mạnh nhất cho giải đấu. Sau đây đến phần trao giải, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Úy, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền gia thôn Minh Khai đến trao giải nhì cho đội thể công. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Khôi, thành viên ban tổ chức lên trao hoa cho tổ trọng tài. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phùng Văn Vinh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng thôn Minh Khai, trưởng ban tổ chức lên trao giải nhất cho đội trẻ Hà Nội.
Thế thì quý vị khán giả cho một tràng pháo tay chúc mừng đội trẻ Hà Nội đã giành chức vô địch giải bóng chuyền ra chào mừng lễ hội mùng 10 tháng 3 năm 2019 thôn Minh Khai. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông. Và cuối cùng, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương, công bà trong ban tổ chức, các đội bóng, tổ trọng tài, các nhà tài trợ đã tài trợ cho giải đấu thành công rực rỡ. Xin cảm ơn nhân dân thôn Minh Khai, cảm ơn tất cả các khán giả hâm mộ mong muốn bóng chuyền ra đã về đây tề tựu để chào mừng lễ hội mùng 10 tháng 3 năm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.